Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bình dân kỳ thứ 260, diễn đàn độc lập xin trình bày lại một tin như sét đánh ngang tai về bầu cử. Xin mời quý vị cùng các bạn tham gia. Học tiếng Việt như là một sinh ngữ hai, vui lòng góp tay, bấm vào video học tiếng Việt khi nó xuất hiện ở trên màn ảnh, ở cuối video, góc trái, ở trên, và bấm vào subscribe để duy trì tiếng Việt. Dù không học tiếng Việt, quý vị và các bạn có thể giúp một tay bấm vào subscribe để cổ võ và duy trì chương trình này. Hoặc là nhấp chuột vào link ở comment đầu tiên của diễn đàn. Video sẽ hiện ra để quý vị giúp cho một tay bấm vào subscribe. Nhờ quý vị và các bạn, con số hôm nay đã lên được 876. Thật là quá ít và quá chậm. Rất mong sự nhiệt tình ủng hộ của quý vị và các bạn. Rất và rất mong. Nếu mỗi người có lòng giúp một cái nhấp chuột ngay bây giờ, thì video sẽ có điều kiện yêu cầu là 1.000 trong vài tiếng đồng hồ thôi. Xin đa tạ. Thưa quý vị và các bạn, không kể tuổi tác, người đã từng trải, hay là người chỉ biết qua lịch sử, hay là phim ảnh, tài liệu, từ cổ chí kim có đất nước nào cường thịnh, nhân dân no ấm, hay là an bình, hạnh phúc, không bị bức hại, dưới một thời hôn quân hay không? Nếu có thì hãy cho bình dân cùng biết, ở đây xin muôn phần đa tạ. Trong thời quân chủ, cha truyền con nói, có những giai đoạn ấu chúa lên ngôi, trong khi chưa biết tự lo cho mình, hoặc có những thời một ông vua dốt nát bệnh hoạn, tham lam, được đưa lên ngai vàng, làm bù nhìn cho các tham quan nịnh thần sai khiến. Cái gì cũng gặp thì đều là những triều đại suy thoái, sụp đổ, đất nước tan hoang, kẻ thù xâm lấn, dân tình khốn khổ lầm than. Có đúng vậy không? Ở thời đó, người dân phải sao chịu vậy? Chỉ cầu trời vì không có quyền chọn lựa. Còn bây giờ thì khác, người dân có quyền chọn lựa. Có phải không? Nhưng vấn đề rốt ráo không phải ở chọn lựa, mà xem có biết chọn thế nào là lợi, thế nào là hại hay không. Điều này hoàn toàn chưa chắc. Ngày xưa khi đất nước sụp đổ cũng chưa chắc đã nguy hiểm hơn ngày nay, bởi thời đó không có chủ nghĩa quái đản nào áp đặt lên đời sống của con người, mà chỉ có đạo nghĩa quân thần. Ngày nay, khi bắt đầu có quyền chọn lựa, thì con người cũng bắt đầu có những cái để chọn, và đó là cơ hội để bị lừa. Và không ít người thậm chí vẫn một mực trung thành với cái chọn, dù nó mang lại tai hại cho mình, cho quốc gia, xã hội. Như vậy có phải là tệ hại hơn ngày xưa không? Bởi vì không trách, ngày xưa người dân không có cái để tự chọn, có phải không? Bây giờ tranh cãi đúng sai, không có hồi kết thúc, bởi còn tư tưởng bè phái chỉ huy. Chỉ cần sống với hiện tại và cảm nhận trung thực vượt lên trên bè phái, bài đàn hay là những thứ chủ nghĩa chính trị linh tinh, sai lầm, mê lầm, thì sẽ thấy rõ những gì liên quan đến chọn lựa của mình. Và sau đây xin giới thiệu một đoạn video của Sky News ở Úc. Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong rất và rất nhiều những hình ảnh khác. Hãy nhìn xem cử điệu, hãy nhìn ông khởi ý và nói vài tiếng rồi lại quên mất, hay là ông muốn để dành để lúc khác sẽ kể chuyện cho dân chúng ta nghe. Đây là người đang nắm vận mệnh của đất nước, vận mệnh của chúng ta, tương lai của con cháu chúng ta, của hơn 300 triệu người Mỹ và có ảnh hưởng đến dân trên toàn thế giới. Thưa các ông bà, trên các đài báo đã tuyên truyền vô trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với dân tộc mấy chục năm qua. Hãy nhìn kỹ người đứng đầu của một thế giới tự do, một tổng tư lệnh của siêu cường quốc, và hãy nói xem có liên quan gì đến hiện tình trong ngoài nước như là ngày nay hay không. Hàng trăm ngàn người chết ở Ukraine do cuộc chiến có thể ngăn chặn trước. Nhân dân cả khối Liên Âu đang loay hoay trong khủng hoảng khí đốt, dầu hỏa. Và điều này ông Tổng thống Trump đã cảnh báo trước và họ đã cười vào mặt ông ta. Hàng trăm người Mỹ bị bỏ rơi và những cái chết vô nghĩa lý của binh lính Hoa Kỳ. Uy tín của Hoa Kỳ bị hủy hoại, bị chôn vùi ở Afghanistan. Và hơn cả 80 tỷ khí tài quân sự tối tân nhất của Hoa Kỳ kể như là dâng cho quân khủng bố Taliban. Và gần hơn nữa là khủng hoảng kinh hoàng ở biên giới tiếp diễn hàng ngày. Hàng trăm nghìn người tràn vào Hoa Kỳ. Hàng tấn thuốc viện, fentanyl độc hại tuồn qua biên giới nhờ ngăn chặn xây tường. Người dân lao động Mỹ thì lần đầu tiên phải tành tiện, dè sẻn, lo lắng theo từng đồng đô la chi ra. Và trên tất cả các bệnh viện, từ văn hóa, an toàn xã hội, giáo dục, v.v. Tất cả có liên quan gì đến sự tuyên truyền của các ông bà hay không? Có liên quan gì đến khả năng hiểu biết, óc tháo vát, chính sách và trách nhiệm của người lãnh đạo hay không? Ai nói không thì hãy xin cho bình dân cùng biết sau khi xem đoạn video này. Let's see what the leader of the free world has been up to lately.
president was back looking frail and confused as he signed the Inflation Reduction Act, which will do absolutely nothing to reduce inflation. But if you think we're being unfair picking that moment to highlight, well, let's not pretend it's an isolated incident. Joe Biden is quite often utterly and hopelessly muddled. The best way to get something done, if you hold near and dear to you that you like to be able to, anyway, from Charlotte, another line going from in Florida down to Tampa of Putin's kleptocracy. America is a nation that can be defined in a single word. I was the idea that Los Angeles what am I doing here? I don't know what you're doing here either, Joe. Here's another hot minute of Biden being thoroughly disorientated. For two reasons. One, we haven't been able to communicate it in a way that is, let me say another way. But the nature, not a solid meeting they make a very good point. Here's the deal. Here's what drives the driver in the states that are affected. Here's what that you can do, the drivers. We want to expand pre-K for 3 and 4 year olds, millions of free care. No, that's enough. At some point you feel bad mocking the bloke. Yes, he might be the most powerful man in the world, and yes, he is doing enormous damage to the US and to the world, but I think we all know someone else is pulling the string. Về quan hệ đối tác giữa các quốc gia thời nay, đương nhiên không ai đóng cửa, ngăn sông, cấm chợ. Nhưng vì thế giới vẫn còn hai mặt trái phải khác nhau giữa hai dòng ý thức hệ, cộng sản, xã hội chủ nghĩa và tự do, cho nên luôn luôn phải ở thế thủ trong tất cả các mối tương quan. Sự thật, mỗi bên luôn tìm cách tạo ảnh hưởng để thay đổi phía bên kia. Khối tự do thì ảnh hưởng đến khối cộng sản chỉ bằng cách là biểu dương đời sống tốt đẹp của người dân và quyền của con người ở nước tự do. Còn phía cộng sản, xã hội chủ nghĩa thì ảnh hưởng đến các quốc gia tự do không phải bằng cách đó, bởi đơn giản là không thể biểu dương cái mình không có. Và đương nhiên họ cũng sẽ tạo ảnh hưởng bằng thiên hình vạn trạng khác rất khó lường. Lằng ranh khó phân định, cho nên chính trị gia lờ mờ, tham lam, nhất là phía bên tự do, sẽ dễ bán nước bằng nhiều cái ngu khác nhau. Hoặc là vì bản chất cả tin mà mất nước cho phía tinh ranh và nhiều mưu ma trước quỷ. Thủ đoạn sâu dày hơn. Chính vì phải giao lưu như ngày nay, phía thế giới tự do có bản chất thường tử tế, tôn trọng luật lệ, thì cần phải có nhà lãnh đạo tinh tường, quả quyết, sắc bén, tuyệt đối khôn ngoan hơn, có tầm nhìn xa, đi trước đối phương mới không bị bên kia qua mặt chèn ép hay là lừa lọc, mua chuộc, hoặc thậm chí vì tham lam, dễ bị dán cho cái bùa sinh tử phù sau gáy để chỉ huy. Bùa sinh tử phù xin để trong ngoài. Trong thế giao lưu bất đắc dĩ, có nhiều kiểu nối kết phức tạp khác nhau, trong đó có mạng xã hội TikTok. Và bây giờ chúng ta hãy nói đến TikTok trước, vì nó có liên quan đến quyết định khác nhau giữa người ngồi ghế tổng thống hiện nay, ông Biden, và ông tổng thống 45, Donald Trump, khác nhau như là Bắc với Nam, hay nói lớn hơn là giữa Bắc Kinh và Hoa Kỳ, vì TikTok có liên quan đến Cộng sản Trung Quốc. TikTok đối với xã hội và an ninh của Hoa Kỳ như thế nào? Quý vị và các bạn hãy tự quyết khi thấy có nhiều trẻ em ở Mỹ và các nước khác đã chết hoặc là bị thương hoặc là trục trặc tâm lý vì đã xem những chương trình trên mạng. Và TikTok đã bị hàng chục vụ kiện cho rằng trẻ em đã sử dụng và làm theo hoặc là chơi trò thử thách chết người. Và đây là tiếng khóc của những người cha, người mẹ trong những thảm kịch đó.
Tonight, a warning for parents about a dangerous TikTok trend. A 12-year-old Aurora boy is fighting for his life after taking part in the so-called blackout challenge. Denver 7's Sloan Dickey talked with that boy's dad, who is sharing his story so other parents don't feel the same pain. He wants to be fit. He wants to be counted for, and he just pushes himself. Joshua Haliasis is a hardworking 12-year-old. He wants to be an actor. He had a submit a video acting to Simbat app. Sharing his achievements online, from acting to playing the guitar. He worked so hard, he bought a guitar to play on it. He taught himself from YouTube. To cooking. He does work hard to impress me, impress everyone. He learned all that on YouTube. He knows all the spices and all those things that I don't know about. Now he's in a fight for his life. I never ever imagined this. He would do anything like this. He has plans, he has visions, he has a lot of things that he wants to do. Last week, Joshua participated in the so-called blackout challenge. I saw his tablet, and then I saw him hanging from the tree, and I ran over and got him down, called 911, trying to do CPR on him. Investigators now tell Robert's family that after viewing his tablet, they believe Robert was not trying to take his own life, but he may have been trying to film another video for TikTok. They said that it wasn't a suicide, that he was just a happy child, according to his TikToks, that it could have been a TikTok challenge. Floyd County Police told CBS 46 they are still investigating the circumstances. Earlier this year, several media outlets reported on the blackout challenge on TikTok that involved kids tying ropes to their neck to see how long they could hold their breath. Couldn't get him to breathe. Many people have since been urging TikTok to increase parental monitoring features. Robert's family now helping parents ensure other TikTokers like Robert, will you be my friend, won't try the blackout challenge at home. Your God, please. Grandmothers. The two girls who died after attempting the so-called blackout challenge, where people are dared to choke themselves to unconsciousness. A lawsuit filed Friday in LA County against TikTok, with its headquarters in Culver City, and its parent company, ByteDance, alleges the app's algorithms exploit users under 18 whose brains aren't developed enough to control their impulses or emotions. Bergman says TikTok hides the dangers to children and parents. They deliberately target children, even children under 13. They design products to be addictive, and particularly addicted to children. We're all in favor of parental responsibility, but the problem is these social media products are intentionally designed to evade and thwart parental responsibility. Dangerous and destructive dares have shown up on TikTok and other apps for years. In Huntington Beach in April, a minor was cited by police for shooting another minor in the face with a gel water pellet, part of an online trend seen in these videos. And students in Santa Clarita schools last year trashed bathrooms as part of a viral social media stunt. TikTok's terms and conditions require users to be at least 13 years old. Just the sadness I see in my son's eyes to sing happy birthday to his sister at her grave. It's very hard for all of us, but this is the life now, like, we have to adjust to. We sat at a table of four chairs. We sit now at three. The parents speaking out exclusively to ABC News about a TikTok challenge called Blackout, in which children choke themselves until they pass out. If you see something online and you see people framing it as fun or a challenge or something interesting, you're sort of gamifying the particular thing and decreasing people's perception of the risks. Ariani Arroyo taking part in the fatal trend last February. We just never thought there was a darker side to, you know, what TikTok allows on its platform. We don't want no other children out there to be in the statistics of this situation again. A 12-year-old boy has died more than 2 weeks after taking part in a social media challenge. Joshua Haliosis was found unconscious in the bathroom of his family's Aurora, Colorado home by his brother. His father says Joshua appeared to have tried to choke himself with a shoelace. He was taken to the hospital, where he was put on life support. After 19 days, he succumbed to his injuries. The family says they believe Joshua was doing a social media challenge, similar to what is known as the blackout challenge, where people
và xin gửi lời nhắn. Khi nghe Diễn đàn Độc lập ở đâu, xin quý vị nhớ trở vào link của YouTube Diễn đàn Độc lập Vĩnh Tường, Diễn đàn Độc lập Vĩnh Tường, để xem video chính có hình ảnh dẫn chứng đầy đủ, và nhất là subscribe để góp tay giúp cho diễn đàn tồn tại với YouTube mới có thể phục vụ lâu dài cho quý vị và các bạn. Xin đa tạ. Và đến đây, chúng ta thấy nguy cơ của mạng xã hội này đối với xã hội và an ninh của Hoa Kỳ như thế nào, có lẽ không cần phải nói, quý vị và các bạn đã dư biết. Nói đến tin xảy ra ngày nay, không thể không nhắc đến sự kiện trong năm 2020. Vào ngày 5 tháng 8 năm 2020, thì đài KTNV số 13 đã đưa tin. Right now, though, over the last year, dozens of parents phụ huynh đã thay mặt con cái của họ khởi kiện TikTok. Và bây giờ, những vụ kiện đó đã hợp nhất thành một vụ kiện tập thể khổng lồ. Nó cho biết TikTok bị cáo buộc đang thu thập dữ liệu như vị trí các đặc điểm trên khuôn mặt và các mối liên hệ thân thiết, sau đó thì gửi đến các máy chủ ở Trung Quốc. Các luật sư đang kêu gọi vụ kiện mở rộng trên toàn quốc, ảnh hưởng đến hàng chục triệu người dùng ở Mỹ. Và tất cả điều này xảy ra khi Tổng thống Trump kêu gọi một công ty của Mỹ mua ứng dụng phổ biến này, nếu không thì nó sẽ bị cấm ở Mỹ. Và đó là bản tin ngày 5 tháng 8 năm 2020, trước khi quyết định của Tổng thống Trump. Thưa quý vị và các bạn, sự khai thác tâm lý của trẻ em trên mạng vì nhiều mục tiêu khác nhau, nào là vì kinh tế thuần túy, vì mục tiêu xa hơn là phá hoại các giường mối đạo đức của xã hội, thay đổi quan niệm của cá nhân về đời sống, hay là thay đổi giá trị của gia đình, và sâu hơn nữa là kể cả vì mục tiêu của chủ nghĩa chính trị lâu dài. Trẻ em trong thời thông tin hiện đại còn có thể là mục tiêu của những phát kiến điên rồ của những kẻ thừa tiền lắm bạc, hay là chính trị độc tài muốn khống chế tương lai của nhân loại nữa. Và vào ngày 6 tháng 8 năm 2020, Tổng thống Trump đã nhận ra sự nguy hại của TikTok đối với xã hội và an ninh của Hoa Kỳ. Ông đã ký sắc lệnh cấm sử dụng TikTok. Ông đã nói, tôi, Donald J. Trump, Tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, nhận thấy rằng cần phải thực hiện các bước bổ sung để đối phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến chuỗi cung ứng dịch vụ và công nghệ thông tin và truyền thông được tuyên bố trong sắc lệnh 13873 ngày 15 tháng 5 năm 2019, bảo đảm chuỗi cung ứng công nghệ và dịch vụ thông tin và truyền thông. Cụ thể, sự lan rộng tại Hoa Kỳ của các ứng dụng di động do các công ty ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Trung Quốc, phát triển và sở hữu tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Hoa Kỳ. Tại thời điểm này, cần phải hành động để giải quyết mối đe dọa từ một ứng dụng di động cụ thể là TikTok. TikTok là một ứng dụng di động chia sẻ video thuộc sở hữu công ty Trung Quốc ByteDance Ltd. đã được tải xuống hơn 175 triệu lần ở Hoa Kỳ và hơn 1 tỷ lần trên toàn cầu. TikTok được tự động thu thập rất nhiều thông tin từ người dùng, bao gồm Internet và thông tin hoạt động mạng khác như dữ liệu vị trí, lịch sử, duyệt và tìm kiếm. Việc thu thập dữ liệu này đe dọa đã cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc truy cập vào thông tin cá nhân và độc quyền của người Mỹ, có khả năng cho phép Trung Quốc theo dõi vị trí của các nhân viên và nhà thầu liên bang, xây dựng hồ sơ thông tin cá nhân để đe dọa phía sau và thực hiện hoạt động gián điệp của công ty. TikTok cũng được cho là kiểm duyệt nội dung mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cho là nhạy cảm về mặt chính trị, chẳng hạn như nội dung liên quan đến các cuộc biểu tình ở Hồng Kông và cách Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác. Ứng dụng di động này cũng có thể được sử dụng để cho chiến dịch thông tin sai lệch có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, chẳng hạn như khi các video TikTok lan truyền các thuyết âm mưu đã được vạch trần về nguồn gốc của coronavirus mới năm 2019. Những rủi ro này là có thật. Bộ Nội an, Cục Quản lý An ninh Vận tải và Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đã cấm sử dụng TikTok trên điện thoại của chính phủ liên bang. Chính phủ Ấn Độ gần đây cũng đã cấm sử dụng TikTok và các ứng dụng di động khác của Trung Quốc trên khắp đất nước. Trong một tuyên bố, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin của Ấn Độ khẳng định rằng họ đã đánh cắp và lén lút truyền dữ liệu của người dùng theo cách trái phép tới máy chủ có địa điểm ở bên ngoài Ấn Độ. Các công ty và tổ chức của Mỹ đã bắt đầu cấm TikTok trên các thiết bị của họ. Hoa Kỳ phải có hành động tích cực đối với các chủ sở hữu TikTok để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta. Bầu cử sắp tới rồi. Nhưng như chúng ta đã nói ở bài trước, 259 chiêu trò chính trị xảy ra liên tục. Sau vụ Đài Loan thì đến vụ đột kích Mar-a-Lago, nhà của cựu tổng thống 45 của Hoa Kỳ, như một bức màn đen dân chủ vừa mới làm. Không biết có còn những màn gì sẽ xảy ra trước, trong và sau bầu cử giữa kỳ nữa hay không. Và bây giờ, có thể có người không coi nó là quan trọng, nhưng đây là một tin sét đánh ngang tai.
không thua gì cuộc đột kích vào Mar-a-Lago. Đó là ông Biden vừa xóa bỏ sắc lệnh cấm dùng TikTok của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã khôn ngoan ban hành 3 sắc lệnh cấm các doanh nghiệp Mỹ làm việc với TikTok hoặc là WeChat. Tổng thống Trump đã không cho phép bất kỳ chi nhánh nào của chính phủ liên bang sử dụng TikTok của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và có thể hiểu đây là một trong những lý do ông Trump đã bị truy đuổi cho tới ngày nay. Loại bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump xong, thì ông Biden quay sang bắt tay chặt với công ty của Bắc Kinh. TikTok được sử dụng cho mục đích bắt đầu bầu cử giữa kỳ. Từ đây không cần phải phân biệt mạng xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi hại như thế nào, vì nó đã được rước vào không chỉ ở ngoài xã hội hay là trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ, mà nó được đưa vào tận sào huyệt của nền dân chủ, tức là hợp tác với cơ quan bầu cử của Hoa Kỳ. Theo tin độc quyền từ tờ The Gateway Pundit, Joe Biden đăng bạ TikTok của Trung Quốc hợp tác với chương trình hỗ trợ bỏ phiếu liên bang vào bầu cử giữa kỳ năm 2022. Và đây xin mượn tiếng của Trang Dung trên NTD, một channel của đài lớn NTD, gồm trên 20 thứ tiếng. Xin mời quý vị cùng các bạn. Ông Biden hợp tác với TikTok để quảng bá chương trình hỗ trợ bỏ phiếu liên bang trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Kính thưa quý vị, theo tin tức độc quyền từ The Gateway Pundit, đi ngược lại với những nỗ lực của cựu Tổng thống Trump nhằm loại bỏ ứng dụng mạng xã hội TikTok ra khỏi nước Mỹ bằng cách ban hành lệnh cấm đối với TikTok và 3 sắc lệnh cấm các chi nhánh của chính phủ liên bang sử dụng ứng dụng này vì mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng do TikTok gây ra, thì đến thời Tổng thống Joe Biden, ông không những khôi hồi lại lệnh cấm từ thời cựu Tổng thống Trump, mà mới đây, chính phủ Biden vừa hoan nghênh TikTok trở thành đối tác chính thức với chương trình hỗ trợ bỏ phiếu liên bang, một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ được thành lập để giúp đỡ các cử tri ở nước ngoài trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Theo đó, TikTok đã ra mắt ứng dụng Trung tâm Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Được biết, người dùng ứng dụng này của TikTok sẽ được cung cấp thông tin bầu cử, không bị nhầm lẫn với những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dán nhãn là thông tin sai lệch về bầu cử bằng 40 ngôn ngữ, và hy vọng tiếng Anh là một trong số này. Ngoài những thứ khác, TikTok, một công ty công nghệ có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc, sẽ hướng dẫn người dùng trên nền tảng cách bỏ phiếu qua thư tại các quốc gia tương ứng của họ. Và như vậy, bất kể cảnh báo TikTok là cơ quan tình báo của Trung Cộng, ông Biden nhờ mạng xã hội TikTok cộng tác để hướng dẫn bầu cử Mỹ. Từ đây thì ta có nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa Trung Quốc hướng dẫn cách bỏ phiếu cho dân Hoa Kỳ, có lịch sử 245 năm tự do. Người dân Hoa Kỳ có lẽ phải lên tiếng cảm ơn Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giúp cho kinh nghiệm và cách bầu phiếu ở Hoa Kỳ. Và đến đây không biết có nên nhắc lại lời của ông Tố Hữu, cố ủy ban tuyên giáo, bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho quý ông bà ủng hộ ông Biden hay không? Đó là bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương. Xin đổi lại một chút mà không làm chệch ý của hai câu này cho hợp thời thế. Bên kia Đông Hải là nhà, bên đây Đông Hải cũng là quê hương. Và nếu có ai thấy chua chát thì hãy lấy luôn hai câu nữa của ông mà rỉ tai con cháu của mình. Sister Lynn, Sister Lynn, yêu biết mấy nghe con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Sister Lynn. Mồm con thơm sữa xinh xinh, như con chim của hòa bình trăng trong. Và có lẽ cũng ca tụng luôn ông Sitalin bởi một câu của ông cho Hoa Kỳ: người bỏ phiếu không quyết định gì cả, người kiểm phiếu mới là quyết định mọi thứ. Hoặc là một câu khác: có bao nhiêu người bỏ phiếu không quan trọng, chỉ quan trọng là ai đếm phiếu. Bầu cử giữa kỳ sắp tới, tin rằng người sáng sẽ biết chọn bên nào, và người ngay cần phải cảnh giác coi chừng hồn của ông Sitalin trở lại sau khi ông đã lãng vãng trong cuộc bầu cử 2020 vừa qua. Và một tin khác, ông Biden đã thông báo xóa nợ cho sinh viên. Đây là một hành động bất công đối với sinh viên đã trả nợ và những người không có con em đi học đại học nhưng đã đóng thuế, đặc biệt là trong thời buổi lạm phát. Một hành động nếu không mua phiếu trước kỳ bầu cử, không lẽ là đạo đức, thương yêu bằng cách lấy của làng làm ơn ông xã? Và đây cũng không có ngạc nhiên gì với dân chủ và ông Biden. Tháng trước đã, còn trách nhiệm là chuyện thứ yếu thôi. Như đã nói, trước ngày bầu cử sẽ còn nhiều chiêu trò nữa. Chúng ta hãy tiếp tục xem, cả chuyện Tổng thống Trump vẫn đang tiếp tục chiến đấu cho đến khi xả cạn đầm lầy mới thôi. Với nỗi băn khoăn muốn giúp cho lớp trẻ ở hai dòng văn hóa trong những gia đình Việt Nam ở khắp các nước tự do, Vĩnh Tường đã đem kiến thức về tâm lý giáo dục, những kinh nghiệm giảng dạy trong ngành giáo dục cùng với kinh nghiệm làm cha mẹ, làm ông bà từ Việt Nam đến Hoa Kỳ và tham khảo rất là nhiều sách về giáo dục ở Hoa Kỳ để viết cuốn thứ nhất là Giáo dục con cái, cha mẹ là một tiên chức. Theo thiện ý, cuốn này có thể làm quà cho các con em mới lập gia đình hoặc là cho các cha mẹ trẻ
hoặc có thể tặng cho các cháu bé mới thôi nôi, hoặc có thể xem để ôn lại làm cha mẹ chúng ta đã có những thiếu sót gì, nhất là ở xứ sở có nhiều nền văn hóa khác nhau. Đến cuốn thứ hai, Dạy con không cần hình phạt, cuốn này đang viết. Cuốn thứ ba, Lập gia đình. Đây là một cuốn góp nhặt ý kiến về hôn nhân đồng chủng, dị chủng, làm xuôi gia và giá trị gia đình trong xứ sở tự do với nhiều nền văn hóa phức tạp. Và cuốn thứ tư là Những cánh chim hải âu, The Flying Petrels, giúp cho những thế hệ yêu chuộng tự do mãi không quên nguồn cội của mình. Với khả năng khiêm tốn, có hạn, chỉ hy vọng sẽ giúp cho các gia đình trẻ ở các nước tự do đa chủng được bao nhiêu thì tùy ở nhu cầu của quý vị và các bạn. Nhưng có điều chắc chắn nhất là nơi đây một tấm lòng dâng hiến. Quý vị và các bạn cần mua, hãy vào link vietnameseoutlook.blogspot.com có trên màn hình và bấm vào bookstore. Link này có ghi lại ở phần trình bày ở dưới video. Xin chúc quý vị, các bạn và các cháu được nhiều phúc báo. Và cuộc nói chuyện với bình dân kỳ thứ 260 lại một tin như sét đánh ngang tai về bầu cử. Đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại cũng trong chương mục nói chuyện với bình dân kỳ tới trên diễn đàn độc lập. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn những ngày vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị và các bạn góp một tay bấm vào subscribe ô màu đỏ phía dưới nếu chưa từng làm. Khi thấy nó đã trở thành màu xám thì kể như quý vị đã làm xong. Nếu lỡ bấm hai lần nó trở lại màu đỏ thì bấm lại một lần nữa. Quý vị thích tiếp tục được xem thì vui lòng bấm cho cái like, chia sẻ và viết comment càng nhiều càng tốt để giúp cho diễn đàn của quý vị và các bạn có sức thuyết phục YouTube. Nhớ bấm vào nút chuông và chọn O để được thông báo có bài mới. Xin tạm biệt. Bye bye.